Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ năm ngày 10 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Huế phấn đấu chi trả cho 2.500 hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế vào cuối năm 2019. Phản ánh của phóng viên thời sự về tình trạng xe tải nặng tung hoành gây nguy hiểm cho người dân tại khu kinh tế Chợ Mây Lăng Cô. Làng sông hồi sinh sau 20 năm cơn đại hồng thủy 1999. Nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chung kết cấp tỉnh, chi hội trưởng phụ nữ giỏi tự tin năng động năm 2019. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. 12 thí sinh đạt giải cao tại các hội thi chi hội trưởng phụ nữ cơ sở giỏi tự tin năng động cấp huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị lực lượng vũ trang về tham dự vòng chung kết cấp tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, chào hỏi năng khiếu và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự đầu tư về tiểu phẩm kịch bản, cách xử lý, giải quyết tình huống, tập trung các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của hội và tình hình kinh tế xã hội tại địa phương đơn vị. Các thí sinh thể hiện sự tự tin, sáng tạo, đổi mới qua các phần thi, qua đó khẳng định bản lĩnh, kỹ năng của chi hội trưởng phụ nữ trong công tác vận động quần chúng. Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế qua quá trình công tác hội và phong trào phụ nữ của địa phương đơn vị. Hội thi cũng là dịp ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của các chi hội trưởng phụ nữ trong hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Sáng nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến luật quản lý thuế và luật giáo dục năm 2019. Theo đó, luật quản lý thuế có 17 chương, 152 điều. So với luật quản lý thuế hiện hành, luật quản lý thuế 2019 đã bổ sung thêm 3 chương mới. Đó là chương 2, nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân trong quản lý thuế. Chương 10, áp dụng hóa đơn chứng từ điện tử. Và chương 12, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan và nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung. Trong đó, phạm vi điều chỉnh đã bổ sung áp dụng đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế thu, như tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với luật giáo dục cũng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 6 năm 2019. Luật gồm 9 chương với 115 điều. Ngoài quy định chung về chính sách giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, luật giáo dục 2019 còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác liên quan đến giáo viên, như nghiêm cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, yêu cầu cao hơn về trình độ chuẩn của giáo viên, tiền lương phụ cấp của giáo viên được quy định cụ thể hơn, làm trái ngành sau 2 năm tốt nghiệp phải hoàn trả học phí. Được biết, cả hai luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết hiện công tác kiểm đếm tài sản đối với 523 hộ dân khu vực Thường Thanh đã hoàn tất. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng hai khu tái định cư và sẽ tổ chức bốc thăm giao đất, chi trả đền bù trước ngày 15 tháng 11. Đến cuối tháng 11 năm 2019 sẽ triển khai di dời. Cùng với công tác di dời đợt 1 đối với 523 hộ Thường Thanh, thành phố đang tập trung cho công tác xác nhận hồ sơ, thẩm định tài sản, áp giá bồi thường và các thủ tục cần thiết. Phần đầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn tất việc chi trả đối với gần 2.500 hộ dân còn lại của giai đoạn 1. Cùng với hợp phần giải phóng mặt bằng, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, khu vực 1 và 2 với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng đã đạt trên 92%. Đến cuối tháng 10 năm 2019, các nhà thầu sẽ hoàn tất việc phân lô đất và bàn giao đưa vào sử dụng. Việc đầu tư các công trình phục vụ dân sinh cũng đang triển khai như trường học, hệ thống kênh mương thoát nước. Bên cạnh đó, ban quản lý dự án cũng đang triển khai việc thiết kế mẫu nhà để cho người dân tham khảo. Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 2 năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2019 đến năm 2021, bao gồm 2.938 hồ khu vực Thường Thanh, Eo Bầu, Hồ Thanh Hào và tuyển phòng lộ với kinh phí giải phóng mặt bằng 1.880 tỷ đồng. Xây dựng các khu tái định cư 946 tỷ đồng.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc liên tục phản ánh đến đường dây nóng thời sự về tình trạng nhiều xe tải hàng nặng chở đá thi công các công trình tại cảng Chông Mai Lăng Cô chở quá khổ, quá tải, không che chắn, phóng nhanh vượt ẩu, xem thường tính mạng của người dân. Điều đáng nói là dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và cả phản ánh lên phần mềm tương tác đô thị thông minh, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi nhận hàng loạt phản ánh từ người dân, sáng ngày 8 tháng 10, phóng viên đã có mặt tại xã Lộc Vĩnh để ghi nhận tình hình những phản ánh của người dân. Và đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được. Không che chắn hoặc che chắn tạm bợ để lộ ra những tảng đá có khối lượng lên đến vài tấn. Phóng nhanh, không giảm tốc độ, bập bênh êm ỏi ngay cả trong khu dân cư. Chạy ngược chiều rồi tạt ngang xe đi phía sau, lao thẳng qua bên trái thay vì phải đi vòng xoay bùng binh để vào khu kinh tế. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, phóng viên đã ghi nhận hơn 30 lượt xe vận chuyển đá có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên tuyến đường Cảnh Dương nối quốc lộ 1A với khu kinh tế Chông Mai Lăng Cô. Từng đoàn xe quá tải phóng nhanh, rủ còi đất ỏi, chạy băng qua các khu dân cư đông đúc mà không vấp phải sự cản trở nào từ phía lực lượng chức năng. Cái lượng xe về chở các cái vật liệu về phục vụ cho các công trình ở khu vực cảng Chông Mai rất là lớn. Thì về cái tình hình mà nói xe quá khổ quá tải thì đối với các cơ quan chức năng có cái chức năng kiểm tra họ mới kiểm tra được. Chưa nói đến hư hỏng đường xá và ô nhiễm môi trường, một lượng lớn xe tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải lại phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Điều đáng nói, thực trạng này diễn ra gần một năm nay. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền cả cấp, thậm chí lên cả phần mềm tương tác đô thị thông minh của tỉnh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đó, thế đi ở trên là đi về không có cái bùng bánh đi mà đi ngang qua đó thì... Đó. Các loại xe đó là chạy với tốc độ rất lớn nên dễ gây tai nạn giao thông đối với người đi đường, nhất là cái giờ cao điểm mà ở đây là có ngã tư, có cả hai cái trường mầm non và cái trường tiểu học. Thị xã cũng có nhiều lần phản ánh là đối với huyện và khu kinh tế công nghiệp tỉnh, khu kinh tế công nghiệp tỉnh là đặt các biện báo. Thứ nhất là hạn chế tốc độ, thứ hai là hạn chế các loại xe mà chở hàng về khu vực cảng Chông Mai là không đi qua cái tuyến đường ven biển Cảnh Dương để hạn chế cái lưu lượng xe đi qua tuyến đường này. Rõ ràng tình trạng xe quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng của người dân. Trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp vận tải nào? Có hay không sự buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước để nạn xe vua tiếp tục hoành hành? Phóng viên thời sự sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo. Chiều nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số đã được tôn vinh, quảng bá qua các sản phẩm nông sản đặc sản địa phương như chuối tiêu, chuối thanh tiên, ổi, cam của nhân dân huyện Nam Đồng và những sản phẩm được sáng tạo từ thổ cẩm giang của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Cùng với đó là hơn 50 bức ảnh tái hiện lại cuộc sống đời thường của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Những hiện vật hình ảnh được trưng bày tại buổi triển lãm là minh chứng sống động cho những thành quả của sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững của các huyện miền núi, đồng thời sẽ là động lực để nhân dân và cả cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mai ngày 11 tháng 10, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ tường thuật trực tiếp Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ 3. Kính mời quý vị đón xem.
Tiếp tục với những thông tin khác, nhằm hưởng ứng Ngày hội sức khỏe tâm thần thế giới ngày 10 tháng 10, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần và lan tỏa sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm tổ chức Ngày hội sức khỏe tâm thần với sự tham gia của hàng trăm sinh viên nhà trường. Tại đây, các sinh viên tham gia các hoạt động như tặng cà phê và trà miễn phí, chia sẻ các ý tưởng về chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm lan tỏa sự yêu thương và sự quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần của mọi người, thực hiện tốt việc chăm lo công tác xã hội, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần chăm lo sức khỏe vật chất tinh thần và mang đến tình thương ấm áp cho những mảnh đời bất hạnh. Theo thống kê, ước tính có đến 1/2 số ca mắc bệnh tâm thần là thanh thiếu niên trong độ tuổi 14. Song, phần lớn các trường hợp này đều không được phát hiện và điều trị. Ngoài ra, trầm cảm chiếm đến 1/3 nguyên nhân gây ra các bệnh tâm thần ở tuổi trẻ, cũng là những vấn đề đáng quan tâm. Ngày 10 tháng 10, Trung tâm Y tế A Lưới phối hợp với Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày sức khỏe tâm thần thế giới mùng 10 tháng 10 với chủ đề tăng cường sức khỏe tâm thần và phòng ngừa tự sát. Trên địa bàn huyện A Lưới tỉnh đến nay đang quản lý điều trị 208 bệnh nhân, trong đó bệnh tâm thần phân liệt 105, đồng kinh 107, có 7 bệnh đang quản lý điều trị tại Trung tâm Y tế A Lưới, còn tất cả ở trạm y tế. Trung bình hàng năm phát hiện mới từ 5 đến 7 bệnh nhân. Theo đó, để thiết thực hưởng ứng Ngày sức khỏe tâm thần thế giới mùng 10 tháng 10 với mục đích thu hút sự chú ý rộng rãi của mọi người để chia sẻ gánh nặng của các rối loạn tâm thần, thần kinh và xóa bỏ những mặc cảm cản trở họ tái hòa nhập với xã hội. Phát động cộng đồng cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ bệnh nhân tâm thần và nâng cao nhận thức đúng về sức khỏe tâm thần, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ người tâm thần trong cộng đồng. Sáng nay, Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Trong năm học vừa qua, tập thể cán bộ viên chức giảng viên của trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong lĩnh vực đào tạo, trường đã công nhận tốt nghiệp cho 64 sinh viên chính quy và 69 sinh viên hệ vừa làm vừa học ở các tỉnh thành miền Trung. Tuy nhiên, cùng với khó khăn chung trong công tác tuyển sinh của các ngành nghệ thuật nói chung, năm học mới này trường chỉ tuyển được 47 sinh viên. Chính vì vậy, nỗ lực để cải thiện, ổn định công tác tuyển sinh trong những năm tới, đảm bảo chất lượng đào tạo chính là nhiệm vụ quan trọng nhất được nhà trường đặt ra trong năm học mới này. Để làm được điều đó, Trường Đại học Nghệ thuật Huế đặt mục tiêu hoàn thành đánh giá nội bộ chất lượng đào tạo, nghiên cứu mở đào tạo sau đại học về mỹ thuật, động viên cán bộ giảng viên sinh viên tham gia các triển lãm, hội thảo khoa học và viết bài nghiên cứu trên các tạp chí. Đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo để hoàn thành tốt sứ mệnh của trường nghệ thuật là không chỉ tạo ra nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu giải trí về tinh thần của nhân dân mà còn là định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng. Tối qua, Viện Pháp tại Huế, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế và Thái Hà Books tổ chức chương trình ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh Thành Huế nhân kỷ niệm 100 năm cuốn sách ra đời. Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh Thành Huế do tiến sĩ Lê Đức Quang dịch, có tên nguyên bản tiếng Pháp là Ta Huế. Đây là một ấn phẩm đặc biệt của BAVH trong số chuyên đề đầu tiên tháng 1 năm 1919, sau đó được tải bản như là một cuốn sách độc lập với 398 trang. Cuốn sách, một tác phẩm bàn về nghệ thuật và quan trọng hơn, chính nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật gồm có 176 trang viết cùng 222 trang phụ bản, được thể hiện sinh động, độc đáo với nhiều hình vẽ và hình ảnh minh họa cả bản màu lẫn đen trắng. Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh Thành Huế được đánh giá là một trong những công trình nghiên cứu khoa học về nghệ thuật tạo hình Huế đầu tiên và hiếm hoi được công bố rộng rãi từ năm 1919. Tạo nên dấu mốc quan trọng trong diễn trình nghiên cứu nghệ thuật, mỹ thuật truyền thống vùng Kinh Thành Huế. Tại buổi ra mắt, hai bản sách đặc biệt được tạo hình bằng nghệ thuật trúc chỉ của họa sĩ Phan Hải Bằng, đó là bản Long Mã, bìa in hình con Long Mã, và bản Phùng, bìa in hình con chim Phùng, đã được đưa ra đấu giá với giá bản 54 triệu đồng. Hội Chủ rừng Phát triển Bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ban chấp hành đánh giá kết quả hoạt động chứng chỉ rừng FSC trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngoài mục tiêu mở rộng quy mô rừng trồng gỗ lớn khu vực nông hộ có chứng chỉ rừng tối thiểu là 5.000 ha với ít nhất 1.250 hộ nông dân và 5.000 người dân được hưởng lợi, gắn với phát triển 30 hợp tác xã lâm nghiệp bền vững hoạt động theo chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ rừng, có doanh nghiệp đầu mối bao tiêu toàn bộ sản phẩm gỗ lớn. Hội Chủ rừng và Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế còn tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hợp tác xã về 4 chuyên đề: quản lý tài chính, quản trị điều hành hợp tác xã, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý chuỗi giá trị hợp tác xã.
thành lập mới 7 hợp tác xã lâm nghiệp bền vững, triển khai chuyển đổi 250 hectare rừng từ rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật tỉa thưa nâng cấp rừng, nâng tổng số diện tích rừng có chứng chỉ FSC toàn tỉnh lên 7.000 hectare, cấp 200.000 cây giống trên tổng số 600.000 cho các hộ trồng rừng theo kế hoạch. Ngoài ra còn khảo sát các vùng trồng cây bản địa và tổ chức trồng tại vùng đệm ven sông suối và trồng sen trong rừng trồng FSC với số lượng trên 600 cây bản địa các loại gồm sến và lim xanh. Thúc đẩy 5 vườn ươm thuộc các chi hội và hợp tác xã lâm nghiệp bền vững chuẩn bị mặt bằng vườn ươm để nhận tuổi bầu thân thiện với môi trường. Hội nông dân thành phố Huế tổ chức hội thi nông dân với an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm nâng cao ý thức của hội viên ở cơ sở. Tham gia hội thi gồm có 12 đội đến từ 12 hội nông dân cấp cơ sở và hàng trăm cổ động viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Huế. Theo đó, nội dung và thể lệ cuộc thi gồm 3 phần: phần chào hỏi, phần kiến thức và phần tài năng, với chủ đề xoay quanh đến luật giao thông đường bộ, kiến thức về bảo vệ môi trường. Những nội dung liên quan đến Nghị định 05 của Thành ủy Huế về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2016-2020, quyết định số 5113 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc quyết định đột và rải vàng mã trên địa bàn thành phố, quyết định số 139 của tỉnh về đề án tổ chức ngày Chủ nhật xanh, hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng. Trong ký ức của những người dân Huế, có lẽ nhiều người không bao giờ quên về cơn đại hồng thủy năm 1999 đã biến nhiều ngôi làng tan hoang cùng nỗi đau mất mạng người thân của nhiều gia đình. Sau lũ, một trong những nơi người ta thường hay nhắc đến là làng Rồng ở thị trấn Thuận An. Cái tên ngôi làng mới được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của người dân nơi đây không chịu khuất phục trước thiên nhiên khắc nghiệt. Trở lại làng Rồng sau 20 năm, ngôi làng đang được hồi sinh vững chắc bên bờ biển là niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền nhân dân thị trấn Thuận An. Nhớ lại ký ức kinh hoàng cơn lũ năm 1999, chị Trần Thị Hương, người dân làng Rồng, thị trấn Thuận An, không khỏi bàng hoàng bởi cơn lũ năm 1999 đã cướp đi 12 sinh mạng trong gia đình của chị. Dù có nằm mơ, chị cũng không tin là điều khủng khiếp ấy lại xảy ra với gia đình mình. Đêm ngày 2 tháng 11 năm 1999, trong khoảnh khắc ngạn ngủi, lũ ập đến cuốn đi cả nhà chị, thế là mọi người không còn ai sống sót. Vượt qua nỗi đau sau 20 năm cơn lũ đi qua, nhờ sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt là sự quan tâm của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nên những người dân làng Rồng mới có nghị lực vượt qua những đau thương mất mát, vươn lên trong cuộc sống. Với chư sống sót là con hai anh em chư mất hết 12 người. Lúc nữa là chừng 90 giờ rồi. 10 giờ đêm, 10 giờ ngày 24, là sáng ngày 25. Là thấy là nhà cửa đi ra, là thấy nhà cửa sang bằng hết, là cha mẹ thì không có hết mất mặt nữa. Nghĩ là hết rồi, con chi nữa. Sau 20 năm được thành lập, cũng là sau 20 năm xảy ra cơn đại hồng thủy năm 1999, làng Rồng thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang giờ đây đã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Những ngôi nhà sát sát xây kiên cố, đường bê tông thẳng tắp tới từng nhà, không còn hộ đói nghèo, trình độ dân trí và đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân nơi đây ngày càng nâng cao. Với thu nhập bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng, tên làng Rồng được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt đã thể hiện sức mạnh và sự sống trường tồn của con rồng cháu lạc, là điểm tựa cho bà con nén đau thương, nỗ lực vực dậy cuộc sống của làng chài nhỏ bên bờ biển Thuận An năm xưa để giờ đây hồi sinh mạnh mẽ và cùng chung tay góp sức xây dựng thị trấn Thuận An ngày càng khởi sắc. Là từ đó đến nay chúng tôi có nhiều đổi mới. Từ một cái tái định cư khó khăn được bác đặt là cho một cái tên làng Rồng, thì đúng như là cái lời bác đặt, làng Rồng là đi lên mà là mạnh mẽ đi lên kể cả mọi mặt. Đến nay đời sống là khá ổn định và có công ăn việc làm, bình quân thu nhập của bà con là khá. Nhìn lại 20 năm sau cơn lũ lịch sử, người dân làng Rồng có quyền tự hào bởi những dấu ấn đi lên. Đây cũng là chặng đường ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân ở nơi đây và sự giúp đỡ của các cấp chính quyền để làng Rồng vượt lên bao khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng với các tổ dân phố khác làm thay đổi rõ nét sự phát triển mạnh mẽ của thị trấn Thuận An, xứng đáng là đô thị vệ tinh của huyện Phú Vang. Cho đến nay thì người dân ở đây là đã vượt qua những cái đau thương mất mát để định hình, để lấy lại những cái gì mà mình đã mất và lãng quên những cái ký ức
cố gắng làm quyết những cái ký ức và để mà vượt qua khó khăn mất mát để định hình làm kinh tế. Thì ngoài ra thì địa phương cũng đã là định hướng cho một số bà con nhân dân ở Làng Rùng xây dựng phát triển kinh tế qua từng năm từng giai đoạn cụ thể. Nhờ vậy bà con nhân dân Làng Rùng hiện nay sau 20 năm thay đổi rất rõ rệt. Đến Làng Rùng hôm nay, mọi người có thể tự hào bởi những kết quả đạt được sau 20 năm hình thành. Những con người biết vượt qua nỗi đau và số phận đã hồi sinh mạnh mẽ như cái tên mà nguyên Tổng Bí thư đã đặt tên với ước nguyện, mọi người trong làng có động lực vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.